Phạm Thế Anh, em chơi trận nữa xong rửa đít cho em. Làm người đi. Ghen tị bảo là thật chứ gì nữa. Anh ghen tị sẽ bảo là mình cũng win nhá anh em. Trời ơi, đánh hay như này. Màn hình tật nữa. Nguyễn Như Minh Hùng, vô xem like cái Zoom chơi không được chứ gì. Vãi cả Zoom. Vãi cả Zoom đã hạng 5 luôn cơ mà. Lần đầu tiên chơi hạng 5. Quá khổ nhục luôn. Không cho thấy anh vào đâu. Bốn slot. Tình anh 4 ha ha. À người ta chơi. Người ta chơi ạp phụ không? Coi thường à? Hồi hồng con vu cút ngay. Vu cút đi. Đù ma à vu. Vu cút đi. Một sờ non nữa. Ô này sao không không ô này mẹ à nhìn tật lắm không cho chơi đâu. Ôi anh Huy nhìn chị chơi tinh anh 4 cùi ha ha. Vũ tha đi Vũ, bác xin đấy tha đi để lộn ma thằng Vũ lì ghê trời. Ma thằng Vũ một cái cùi trỏ nha Vũ ơi. Trời ơi. Em có tín không? Ui ông cong này không tín. Nhìn là không thấy không tín rồi. Sao không có ai đẹp trai tí vào chơi nhở? Tao kích kéo vậy. Má à, nó tật. Trần Trân Đức, hello baby. Vũ, kê lồn ma Vũ. Cái thằng Vũ này đủ cay đấy. Ơ Trần Trung Đức nha. Ở đây rồi Trần Trung Đức. Để sao nó lên Trần Trung Đức này. Mình cứ phải đánh với giai đẹp mình mới có ấy, mình mới có động lực chơi anh em ạ. Thằng Vũ này mày lì ơi là lì luôn á Vũ. Thịt mẹ thằng Vũ Trần, tha Trần đi Đức, Vũ ơi. Anh vào nha. Tha cho tao đi. Vào đi, vào đây vào luôn. Cái lồn má Vũ lì ơi là lì. Em chơi cái gì? Chơi với à thôi, nghỉ đi ông cóc. Thì tầm người vô tha đi. Thằng Vũ cút. Mẹ mày cút. Lì. Nguyễn Lưu Minh Hùng đi tắm cái vô bà góc. Cái này nó là con mình thì thôi một cốc vô đầu ngay. Mình có slot rồi mọi người nhá. Ai cho tao đi xin đi. Kẻ lốn mắt Vũ thể. Vũ không biết nhục à. Lì ơi là lì mọi người nhớ luôn. Hello, chào Trương, chúc bạn chào xem live stream vui vẻ nhé. Vui vẻ nhà Vũ nữa. Cút. Ủa làm sao để chặn được nó nhở? Mà chặn ở đâu anh em? Nguyên Gia Huy, cho nó này chơi trận đi. Không cho đâu, thằng Vũ lúc nãy nó tật lắm. Thề. Ô sao chặn rồi nó vẫn vào được. Nhưng mà mình có slot rồi. Bây giờ để cái tướng tướng để nhường slot cho trai đẹp rồi. Đâu rồi trai đẹp đâu rồi, sao không thấy đâu. Nguyên Gia Huy, sổ đen. Cho vào sổ đen rồi. À đây rồi, rời. Vào việc ngay anh em. Trai đẹp không chặn này. Đẹp trai không có tội nha. Ô. Trương Trang Xoan, hello, chào Trương, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Anh làm gì đuổi anh, thề anh. Không có anh em gì hết á, đánh tật không có anh em gì hết á. Quá nể luôn. Trai đẹp tình anh gây cho chơi liền. Hoàng đẹp Nhật trai Minh, là được chơi hết nhá, chỉ cần đẹp trai thôi. Ôi ơi, sợ gì ông mà tôi không dám kích. Thằng nào mà có mở răng mẹ đẻ con ra không lố đít nha. Hay lắm,
Ôi, cuối cùng được chơi Grab rồi. Con bài tủ. Thể luôn, 2 ngày nay mới được chơi Grab anh em ạ. Chan Xoan, hello. Gì đẹp trai mà chơi ngùi, chỉ cần đẹp trai thôi, chơi ngu cũng được. Thế em xấu trai thì chơi em buồn. Không phải em xấu, em gọi là nhìn nó không bị xúc phạm con mắt thôi chứ em không có xấu nha. Chị nhìn nó không bị xúc phạm thôi, chị nhìn ra xa tưởng đẹp trai. Mẹ vào check avatar nhìn kỹ thì cũng bình thường. BD có được không? Miễn có chim là được nhá. Chuông Chan Xoan, sao chị không chào em? Chào sân nước chân xuân trường rồi cái lú má, chào đấy rồi ông cóc. Đấy cái Xuân Vũ à, không biết Vũ nào, có hai ông Vũ, không biết Vũ nào nhưng mà ông Vũ, có một ông Vũ đánh cái trận